Xem ngày tốt tháng 11 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần, tốt cho mọi việc, khai trương, động thổ, làm nhà, cưới hỏi, lập ban thờ, mua xe, nhập trạch, bốc bát hương. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, như vậy chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2022 Nhâm Dần. Trong thời gian này là lúc mà mọi người đang cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt những mục tiêu còn đang dang dở của năm. Vậy nên việc lựa chọn ra được thời điểm tốt để thực hiện mọi việc được hanh thông thuận lợi vào thời điểm này là điều mà ai cũng mong muốn. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022, giúp quý vị tìm ra được những ngày đại cát để thực hiện những công việc như nhập trạch, khai trương, cưới hỏi, lập ban thờ, bốc lại bát hương và những công việc khác hàng ngày. Kiến thức này được thầy Sa Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt Hỷ Trợ Duyên lựa chọn ra. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Những nội dung chính ngày hôm nay mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn bao gồm 5 nội dung sau. 1. Những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 11 âm lịch. 3. Những ngày tốt này tốt cho việc gì, chi tiết cụ thể những việc cần làm trong ngày này. 4. Những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào không dùng được những ngày tốt này. 5. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời cho, may mắn và giàu sang phú quý suốt cuộc đời. Đó chính là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, tháng 11 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng thiếu chỉ có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ, ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 âm lịch có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Bước vào nội dung đầu tiên, những ngày xấu cất kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, chúng ta cần loại bỏ hết những hung tinh, loại bỏ những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ là những ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 11 là ngày Dần, bao gồm các ngày mùng 10 canh Dần, ngày 22 nhâm Dần. Những ngày này ta kiêng kỵ tuyệt đối không làm việc gì. Ngày xấu thứ hai cần tránh là ngày Thọ Tử. Trong tháng 11 âm lịch, ngày Thọ Tử là những ngày Mão, bao gồm hai ngày, ngày 11 Tân Mão và ngày 23 Quý Mão. Hai ngày này cũng kiêng không làm việc gì. Ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ là ngày Nguyệt Phá. Trong tháng 11, ngày Nguyệt Phá là những ngày Ngọ, bao gồm có 3 ngày, ngày mùng 2 Nhâm Ngọ, ngày 14 Sáp Ngọ và ngày 26 Bính Ngọ. Ngày này chỉ dùng cho việc chặt cây, phá rỡ nhà cửa, không nên dùng cho việc gì khác. Ngày xấu thứ tư cần loại bỏ là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Trong tháng 11, ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày Nhâm Tý và Bính Tý, nhưng tháng 11 không có hai ngày này. Ngày xấu thứ 5 cần tránh là ngày Tam Nương. Ngày này chủ về sự đổ vỡ, phá bại nên cần phải tránh, kiêng kỵ mọi việc không làm. Trong tháng 11, ngày Tam Nương bao gồm những ngày sau. Ngày mùng 3, Quý Mùi, ngày mùng 7, Đinh Hợi, ngày 13, Quý Tỵ, ngày 18, Mậu Tuất, ngày 22, Nhâm Dần, trùng với ngày sát chủ, và cuối cùng là ngày 27, Đinh Mùi. Đó chính là 6 ngày Tam Nương cần tránh, kiêng kỵ ở mọi việc. Ngày xấu thứ 6 cần kiêng kỵ đó là ngày Nguyệt Kỵ, ngày này cũng kỵ mọi việc. Trong tháng 11, ngày Nguyệt Kỵ bao gồm những ngày sau: ngày mùng 5 Ất Dậu, ngày 14 Sáp Ngọ và cuối cùng là ngày 23 Quý Mão. Ngày xấu thứ 7 cần kiêng kỵ là ngày Con Nước. Trong tháng 11 âm lịch, ngày Con Nước là ngày mùng 9 Kỷ Sửu và ngày 23 Quý Mão. Ngày xấu thứ 8 cần kiêng kỵ là ngày Dương Công Kỵ. Trong tháng 11 âm lịch, ngày Dương Công Kỵ là ngày 21 Tân Sửu. Đó chính là 8 ngày xấu mà chúng ta có loại bỏ trong tháng 11 âm lịch, vì những ngày này chủ về phá bại và tan vỡ, ảnh hưởng xấu trực tiếp đến sự việc và gây ra những tổn hại về tài sản cũng như tính mạng của gia chủ. Bước sang nội dung thứ hai, tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Sau khi loại bỏ những ngày xấu, chúng ta sử dụng đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để lựa chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ông bà thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư.
Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý có nguyệt kiến tại Tý, gồm hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Trước Đông Chí một ngày là Tứ Ly, sau Đại Tuyết Tam Sát tại Nam, ba phương Tỵ, Ngọ, Mùi, Kỵ, Tu đạo động thổ. Ngày đầu tiên ta xét là những ngày Tý. Ngày Tý trực kiến có hỏa tinh, những ngày Tý trong tháng 11 đều là những ngày xấu và không nên dùng. Ngày thứ hai ta xét là những ngày Sửu trực trừ có thiên ôn là xấu. Các ngày mùng 9 kỷ Sửu và 21 tân Sửu dùng việc nhỏ thì được thứ cát. Ngày thứ ba ta xét là những ngày Dần trực mãn. Có huỳnh sa, thiên phố, phạm thổ ôn, chẳng nên động thổ, nhưng lại có các phương tinh như các cát tinh huỳnh lang, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng, các cát tinh đồng chiếu nên an táng, hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập trạch, đại cát thuận lợi. Ngày 22 nhâm dần và ngày mùng 10 canh dần là ngày thứ cát, nhưng tiếc là những ngày dần trong tháng 11 lại bị phạm vào ngày sát chủ nên chúng ta đều kiêng kỵ không làm việc gì. Ngày thứ tư ta xét đến là ngày Mão trực bình, có thiên tặc, ngày 11 tân Mão có hỏa tinh nhưng lại bị phạm châu tước, câu xảo, dùng sẽ bị quan tư, tổn tài vật, khởi tranh đấu, hại hình nghĩa, nhiều bệnh tật. Ngày 23 quý Mão bị cảnh cha con, anh em tranh đấu nhau, dẫn đến tự tử hoặc bị người ác làm hại, nhà cửa lụi bại, rất xấu. Hơn nữa trong tháng 11, những ngày Mão bị phạm vào ngày thụ tử nên càng xấu, càng phải kiêng kỵ. Tiếp đến ta xét những ngày thìn trực định. Tuy thấy tốt nhưng lại bị thiên la địa võng bao vây, quý nhân không đến được thành ra bất lợi, lại thêm sát nhập tập trung cung, sinh ra tai họa liên miên, giết người, xấu. Duy chỉ có ngày 12 nhâm thìn tuy phạm quan phù nhưng bên trong có thiên, nguyệt nhị đức, các cát tinh huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng, các cát tinh đồng chiếu nên an táng hôn nhân, mở cổng cửa, nhập trạch, mọi việc khác đều phải dè dặt. Ngày này lại là ngày tử khí phạm quan phù kiếp sát, quan phù phi cung đồng đến chỗ này thành ra bất lợi, vậy nên không dùng là tốt hơn. Tiếp đến là ngày thứ sáu, ngày tỵ trực chấp. Ngày 13 quý Tỵ và ngày 25 Ất Tỵ có các cát tinh huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng, các cát tinh đồng chiếu nên sửa chữa, tạo tác, an táng, hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập trạch, hương công, động thổ được đại cát, nhâm thân khẩu, vượng gia đạo, sinh quý tử, tăng vườn ruộng. Ngày mùng 1 Tân Tỵ là ngày thứ cát, dùng vào việc nhỏ, như vậy những ngày Tỵ trong tháng 11 đều là những ngày tốt. Ngày thứ 7 ta xét là những ngày ngọ trực phá, có sao thiên tạc chiếu, ngày mùng 2 nhâm ngọ có hỏa tinh ra nguyệt đức nên những việc nhỏ gấp có thể dùng. Các ngày ngọ khác bị phạm chiêu ôn dịch nên hại cho lục xúc, công việc, lại thêm bị nguyệt kiến xung phá nên trở thành rất xấu. Hơn nữa trong tháng 11 âm lịch những ngày ngọ phạm vào ngày nguyệt phá, vậy nên cũng không dùng được. Ngày thứ 8 ta xét là ngày mùi trực nguy. Ngày 27 đinh mùi là nước biển lớn đang trong, dùng thì trong việc đều tốt, nhưng rất tiếc ngày này phạm vào tam nương nên không dùng được. Ngày mùng 3 quý mùi làm mọi việc đều không có lợi, ngày 15 ất mùi bị sát tập nhập tung cung, sinh ra tai họa liên miên, xấu nên không dùng. Như vậy những ngày mùi chúng ta không chọn được ngày tốt nào cả. Ngày thứ 9 ta xét đến là những ngày thân. Ngày thân trực thành có sao thiên hỷ chiếu, ngày mùng 4 sát thân và ngày 28 mậu thân là ngày ngũ hành hợp khí, thêm các cát tinh như huỳnh la, tử đàn, kim ngân, bảo tạ, khố lâu. Các cát tinh đồng chiếu mọi việc thuận lợi, trong phức vây tre, thành công mỹ mãn, sanh quý tử, vượng tài lộc. Ngày 16 bính thân nếu dùng thì kinh phạm đến thần kêu quỷ khóc, cần phải dè dặt, tránh dùng thì tốt hơn. Như vậy những ngày thân có hai ngày tốt là ngày mùng 4 sát thân và ngày 28 mậu thân. Ngày thứ 10 ta xét đến là những ngày dậu trực thu. Tháng 11, những ngày dậu bị phạm tiểu hồng sa lại đến châu tinh, chủ về việc kiện tụng đưa đến cửa quan mà sau đó là tan, nên an táng thứ cát, kỵ khởi tạo, khai trương, xuất hành, nhập trạch, phá thú. Phạm thì bị quan phi kiện tụng lạnh lùng rút lui, tổn thương tài vật và xấu. Các ngày dậu trong tháng 11 cũng bất lợi, không nên dùng tốt hơn. Ngày thứ 11 là ngày tuất trực khai. Trong tháng 11, những ngày tuất phạm vãng vong, nếu gấp thì dùng hiểu táng, chôn tạ cũng được thứ cát. Ngày mùng 6 bính tuất bị sắp nhập tập trung cung, sinh ra tai họa liên miên, mọi việc tránh dùng. Như vậy, ngày tuất trong tháng 11 đều bất lợi, không dùng được. Ngày cuối cùng ta xét là những ngày hợi trực bế. Ngày 19 kỷ hợi được sao văn tinh quý hiển, lại có các cát tinh huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng, liên châu, thiên đăng, tụ lộc, đái mã, các cát tinh đồng chiếu nên sửa chữa, tạo tác, an táng, hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập trạch, hưng công, động thổ được đại cát. Tám phương 24 hướng đều có lợi, dùng ngày này thị gia đạo sung túc, ngày này có vượng lục xúc,
Ngày mùng 7 Đinh Hợi thứ Cát nhưng tiếc là bị phạm vào ngày Tam Lương nên không dùng được. Như vậy những ngày hợi chỉ có ngày 19 kỷ hợi dùng thì được đại cát. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã xem hết 29 ngày của tháng 11 và tìm ra được những ngày tốt ở bên dưới. Nội dung tiếp theo chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết được những ngày tốt này dùng cho những việc gì, kiêng kỵ không làm việc gì và những ngày tốt đó kiêng kỵ tuổi nào, hợp với tuổi nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Như đã chia sẻ ở phần trên, trong tháng 11 âm lịch năm 2022 có những ngày tốt như sau. Một là ngày mùng 9 kỷ sửu dùng vào việc nhỏ thì được thứ cát. Ngày này kiêng kỵ những người tuổi mùi, hợp với những người tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi dậu và những người có thiên can sát mậu canh. Hai là ngày 21 tân sửu dùng vào việc nhỏ thì được thứ cát. Ngày này cũng kiêng kỵ những người tuổi mùi, hợp với những người tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi dậu và những người có thiên can sát mậu canh. 3. Ngày mùng 4 sát thân là ngày ngũ hành hợp khí, thêm các cát tinh huỳnh la, tử đàn, kim ngân, bảo tạ, khố lâu. Các cát tinh đồng chiếu mọi việc thuận lợi, trong phước vây che, làm việc gì cũng tốt, cũng thành công mỹ mãn. Xanh quý tử, vượng tài lộc. Ngày này kỵ những người tuổi dần, hợp với những người tuổi tỵ, tuổi thìn, tuổi tí và những người có thiên can, canh, ất kỷ, trừ tuổi canh dần 1950-2010. 4. Ngày 28 Mậu Thân là ngày ngũ hành hợp khí, thêm các cát tinh huỳnh la, tử đàn, kim ngân, bảo tạ, khối lâu. Các cát tinh đồng chiếu mọi việc thuận lợi, trong phước vây che, làm gì cũng tốt, cũng được thành công mỹ mãn, xanh quý tử, vượng tài lộc. Ngày này kỵ những người tuổi dần, hợp với những người tuổi tỵ, tuổi thìn, tuổi tí và những người có thiên can, canh, ất kỷ, trừ tuổi canh dần 1950-2010. 5. Ngày 19 kỷ hợi có sao văn tinh quý hiển, lại có các cát tinh huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng, liên châu, thiên đăng, tụ lộc, đại mã, các cát tinh đồng chiếu nên sửa chữa tạo tác an táng, hôn nhân, khai trương, xuất hành nhập trạch, hương công, động thổ được đại cát. Tám phương 24 hướng đều có lợi, dùng ngày này thì gia đạo sung túc, giàu có vượng lục xúc. Ngày này kỵ những người tuổi tỵ, hợp với những người tuổi dần, mão mùi và những người có thiên can, nhâm bính đinh, trừ tuổi đinh tỵ 1977 và bị tương xung. Như vậy chúng ta đã xét xong những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm cho mình được những ngày tốt đẹp như ý, giúp quý vị chủ động chọn được những ngày tốt để tiến hành mọi việc được hanh thông thuận lợi. Quý vị cần tư vấn thêm gì những ngày tốt hãy comment ở ô bình luận và hoặc là gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.